Xin chào tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Thanh Bình, năm nay con 7 tuổi, học lớp HA1 trường tiểu học La Phủ. Hôm nay con rất là vinh dự khi được giới thiệu với mọi người bài thuyết trình của con. Bài thuyết trình của con có tên là Happy New Year. Khi mà đầu bài mở bắt đầu thì nhạc sẽ vang lên và bố sẽ trao lì xì cho con, mẹ sẽ trao lì xì cho hai em và pháo hoa sẽ bắn. Và con sẽ cố định các vị trí nhân vật bằng cách là con sẽ dùng khối lệnh con nhảy tối. Còn để cho các nhân vật nói, con sẽ dùng khối lệnh nói trong 2 giây. Và để mọi người nói không bị trùng với nhau, con sẽ dùng khối lệnh đợi. Và cái lì xì để có thể chuyển từ tay bố sang tay con và từ tay mẹ sang tay con, là con sẽ dùng khối lệnh thông báo và kết hợp với cả glide. Còn pháo hoa thì con sẽ dùng khối lệnh hình dạng tiếp theo và lặp mãi mãi để cho mãi nó lặp lại. Và con đợi 1 giây để không quá nhanh. Ở trên đây là các hình dạng của con đã vẽ, còn em định thì con không phải là con không biết đánh chữ, mà là em của con chưa biết nói, chưa rõ ràng, nên con ghi như vậy. Và bài, nếu mà con còn thời gian và hình nền nó rộng hơn, con sẽ cho thêm cả hình ông bà nội của con nữa, nhưng vì hình nền quá chật và quá hẹp và con không có nhiều thời gian nên con chỉ làm như thế thôi. Còn nhạc thì con sẽ dùng chơi âm thanh cho đến hết. Cuối cùng con xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe con và con xin chúc mọi người một năm mới vui vẻ bình an.